các bạn hãy xem nội dung mô tả video để biết thêm chi tiết tính đến thời điểm hiện tại thì phần game online vẫn đang phát triển mạnh mẽ trên nền tảng di động và đây cũng sẽ tiếp tục là mảnh đất màu mỡ ít nhất trong vài năm sắp tới hiện tại vẫn chưa có một nền tảng nào tối ưu hơn và có khả năng phát triển cao hơn so với di động chính vì thế xu thế game mobile vẫn tiếp tục là nơi mà các nhà phát triển và phát hành khai thác đánh mạnh vào thị hiếu của game thủ trẻ thế hệ người chơi rét Chính vì lẽ đó mà nhiều game thủ, game red, đa phần chỉ biết tới các tựa game di động nổi tiếng ở thời điểm hiện tại như Liên Quân Mobile, Liên Minh, Tốc Chiến, mà không biết rằng trước đó đã có nhiều tựa game MOBA đình đám và hấp dẫn không kém gì những tên tuổi của làng MOBA thế giới như Liên Minh Huyền Thoại hay Dota 2. Một trong số cái tên để lại dấu ấn đậm nét nhất cho game thủ việc giai đoạn chuyển dịch từ PC sang mobile đó chính là ba quy củ hành, tựa game MOBA theo chủ đề Tam Quốc được phát hành bởi VNG đến hiện tại, không có nhiều sản phẩm game MOBA trên PC được đánh giá cao như Ba Quy Cũ Hành tại Việt Nam. Tất nhiên là không so sánh với hai cái tên liên minh huyền thoại và Dota 2. Ngay vào thời điểm phát hành vào cuối năm 2012, Ba Quy Cũ Hành đã đón nhận số lượng người chơi lên tới 20 triệu và hơn 1 triệu active user mỗi tháng, một con số đáng ngưỡng mộ đối với một tự game MOBA trên PC vào thời điểm đó tại Việt Nam. Ba quy củ hành tạo dựng được một hệ thống tướng phong phú và gần gũi với game thủ Việt khi được lấy nguyên si từ trong tam quốc diễn nghĩa. Chính điều này tạo nên một sức hút khó cưỡng đối với người chơi vào thời điểm đó. Bên cạnh đó, bộ kỹ năng của tướng cũng như gameplay hấp dẫn và đa dạng đã khiến cho ba quy củ hành dễ đi vào lòng người. Bên cạnh lối chơi 5V5 truyền thống, thì những chế độ như quan độ chiến, tam quốc chí, đại loạn chiến đều là những món đặc sản không thể nhầm lẫn giữa ba quy củ hành với các sản phẩm game MOBA khác. Ba quy củ hành kế thừa những điểm hấp dẫn của Dota tuy nhiên lại phát triển theo một hướng đi khác biệt. Tuy có nhiều tướng tương đồng với Dota, nhưng nhiều skill lại có sự đặc trưng nhất định. Nhất là ở các phiên bản đầu, thời gian chờ và năng lượng tiêu hao khi dùng kỹ năng của tướng chỉ dao động khoảng 75% so với Dota chính điều này khiến cho ba quy củ hành thiên về lối đánh kỹ năng nhiều hơn với các combo được thực hiện dễ dàng hơn. đến hiện tại, chắc chắn vẫn còn rất nhiều người chơi ấn tượng với phong cách đồ họa cũng như gameplay của ba quy củ hành, đó chính là sự thành công mà không nhiều sản phẩm mobile pc làm được đối với game thủ. và đương nhiên, số lượng người chơi của ba quy củ hành vẫn rất đông đảo, tạo nên một hệ sinh thái đặc biệt và thú vị của cộng đồng game Việt nhất là khi thị phần game online đã và đang chuyển dịch mạnh mẽ lên nền tảng di động. Có thể nói, ba quy củ hành là một trường hợp đặc biệt đối với game Việt nói chung cũng như VNG nói riêng khi mà đây là một sản phẩm MOBA hiếm hoi thành công của nhà phát hành VNG, điều mà sau này những ba quy 360 Mobi hay Mobile Legends, bang bang chưa thể tiếp nối được trên nền tảng di động. Ảnh, Internet